Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ ba, ngày 12 tháng 5 có một số nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng tỉnh, ban giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2020. Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Bảo Lâm về tình hình thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc vùng khó khăn. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 5, ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiến hành họp triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện vụ quản lý quy hoạch, viện chiến lược phát triển, bộ kế hoạch và đầu tư, các thành viên trong ban chỉ đạo tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã nghe báo cáo quá trình triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đặc thù của tỉnh về vị trí địa lý kinh tế chính trị chiến lược là cửa ngõ cầu nối trên hành lang giao thương kinh tế quảng tây trung quốc cao bằng lạng sơn hà nội hải phòng quảng ninh ra biển và đến các nước asean về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đặc thù khác của tỉnh cao bằng trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững của vùng trung du và miền núi phía bắc Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh sử dụng để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển, tổ chức không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ trong hệ thống quy hoạch quốc gia có liên quan trên địa bàn tỉnh, là căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, nhân lực, kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, xây dựng phương án phát triển tổng thể và định hướng bố trí hợp lý không gian phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 6.700,3 km2 trên phạm vi 10 đơn vị hành chính cấp huyện, danh giới lập quy hoạch phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, phía Tây giáp hai tỉnh hà giang và tuyên quang phía nam giáp hai tỉnh bắc cạn và lạng sơn nội dung quy hoạch bao gồm phân tích đánh giá dự báo về các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh và thực trạng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, quy hoạch tỉnh cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 như cần ra soát lại tất cả yêu cầu nhiệm vụ của sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị để phù hợp với lập quy hoạch chung của tỉnh, tích hợp các quy hoạch liên vùng, liên huyện, quy hoạch liên ngành vào quy hoạch chung của tỉnh, bổ sung thêm quy hoạch về phát triển di sản văn hóa, tính toán quy hoạch định hướng phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng là một quy hoạch riêng hay đưa vào trong quy hoạch du lịch. Kết luận cuộc họp, Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề nghị cơ quan tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chi tiết lộ trình thực hiện các bước công việc đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tiếp tục kiện toàn lại ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo để thực hiện hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch đối với các sở ban ngành, huyện, thành phố, ra soát các văn bản hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình và các quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương thực hiện nghiên cứu báo cáo thuyết minh để bổ sung phương án phát triển vùng, phát triển ngành. Chiều ngày 12 tháng 5, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ động tỉnh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 497 tỷ 147 triệu đồng. Trong đó thu nội địa đạt 421 tỷ 247 triệu đồng, bằng 33,6% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 26,3% Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 57,9 tỷ đồng, đạt 33% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 29% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Do tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2020 triển khai dự toán thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng, hoạt động xuất nhập khẩu bị ngưng trệ thời gian dài đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Cuộc họp đã thống nhất kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020, phấn đấu thu hoàn chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 1.973 tỷ đồng, trong đó thuế nội địa 1.800 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 173 tỷ đồng. Theo đó, Ban chỉ đạo đã xây dựng kịch bản thu ngân sách hàng quý lên các phương án đôn đốc chỉ đạo thu theo đúng tiến độ tập trung chỉ đạo các biện pháp tạo điều kiện để phát triển nguồn thu chủ lực ổn định bền vững, nâng cao tỷ trọng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường quản lý thu thuế hiệu quả, tập trung khai thác tăng thu, chống thất thu và thu hồi nợ động thuế, thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu ngân sách năm 2020, tiến hành phân loại thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế, có biện pháp quyết liệt thu nợ, cưỡng chế nợ, phân đấu. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng nợ động thuế trên địa bàn tỉnh không quá 90 tỷ đồng. Tiếp tục theo dõi tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách xuất nhập khẩu, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thường xuyên gặp gỡ đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 như du lịch, vận tải, thương mại dịch vụ. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hoàng Xuân Ánh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt các biện pháp quản lý thu thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020, đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao kiên quyết xử lý đối với các đơn vị nợ động kéo dài, khó thu với kinh phí 85,7 tỷ đồng trên các lĩnh vực. Thực hiện thu nộp tiền phí vào ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cửa khẩu theo nghị quyết số 39/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh một là đầu tư công. Phấn đấu là giải ngân vốn xây vốn đầu tư công đạt 100% theo cam kết. Theo cam kết. Nên cái này là phấn đấu. Tất nhiên ở đây có rất nhiều giải pháp. <laughs> Tôi đề nghị là sở cái hoạch đầu tư là cơ quan tham mưu và cơ quan chủ trì trong cái việc này các đồng chí phải thường xuyên theo dõi nắm bắt giả soát và báo cáo kịp thời để điều chỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong quá, quá trình thực hiện các dự án đầu tư công kể cả về thủ tục, kể cả về giải ngân, để giải ngân, Đấy. rồi là kể cả tiến độ, chất lượng công trình rất nhiều vấn đề. Ta nói là là quá trình thực hiện một dự án đầu tư công từ đầu đến cuối thì sở phải đầu tư phải nắm bắt được những cái dự án nào mà nó vướng cái gì tổng hợp lại và báo cáo kịp thời. ông trường và cùng nhau để giải quyết, cùng nhau giải quyết. Đó thứ hai là liên quan đến thu hồi nợ động thì chúng ta cũng phải tập trung vào các giải pháp thu hồi. Bây giờ các giải pháp về thuế thì đã không thực hiện được được rồi thì đối với những cái dự án là à những cái, những cái 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 đơn vị nào mà nợ động mà dây dưa kéo dài thì vẫn giao tiếp tục giao cho giao ngành nhất là công an tiếp tục nghiên cứu xem là ông cứ kéo dài dây dưa năm nọ sang năm kia rồi các biện pháp hành chính nữa không phải hình sự đâu mà anh các biện pháp hành chính có thể biện pháp hành chính để chúng ta có những cái giải pháp rất là là quyết liệt mạnh mẽ để chúng ta hồi nợ động đồng thời đề nghị các huyện, thành phố kiện toàn tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ động cấp huyện thành phố. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, phản ánh kịp thời tiến độ thu ngân sách, biểu dương tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế ở địa phương, tích cực chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế, chây ý nợ động thuế. Cần khai thác tận thu các nguồn thu tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu, dự kiến tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất 18 tỷ đồng khuyến khích phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn phát triển mạnh các loại hình thương mại và các ngành dịch vụ có lợi thế có gia tăng của địa phương nâng cao tỷ trọng thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng chương trình hành động cụ thể về chỉ đạo phát triển kinh tế thu ngân sách gắn với phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong giai đoạn mới Ngày 11 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến làm việc với huyện Bảo Lâm về tình hình thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc vùng khó khăn năm 2019. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh, trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc tại huyện và kiểm tra thực tế tại xã Thái Học. Báo cáo của huyện Bảo Lâm cho biết, 5 tháng đầu năm 2019, huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ tiền ăn cho 5.974 em học sinh với số tiền hỗ trợ trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ tiền ở cho 78 em với số tiền 54 triệu 210 000 đồng, hỗ trợ gạo cho 6.156 em với tổng số gạo 369.360 kg. Học kỳ 1 năm học 2019-2020 hỗ trợ tiền ăn trưa cho 4.483 cháu với số tiền 2 tỷ 671 triệu đồng. Qua buổi làm việc và kiểm tra thực tế, đoàn giám sát đánh giá huyện Bảo Lâm nói chung và Ủy ban Nhân dân xã Thái Học nói riêng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu, khảo sát để tính khoảng cách và địa bàn, xác định chính xác đối tượng được hưởng chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã đã thành lập được hội đồng xác định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116-2016-NDCP của từng trường. Thực hiện việc thống kê lập danh sách làm hồ sơ, thủ tục và tiến hành chi trả tiền gạo cho học sinh đúng trình tự quy định. Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới huyện Bảo Lâm cần tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh, đảm bảo mọi thông tin của nghị định đều được tuyên truyền công khai minh bạch, kịp thời và tiến hành việc chi trả hỗ trợ cho học sinh đúng theo quy định. Ngày 12 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát kết quả triển khai thực hiện phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 tại huyện Hòa An. Từ năm 2016 đến nay, huyện Hòa An đã đầu tư trên 22 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn. Toàn huyện có 146,7 km đường huyện được chuẩn hóa, đạt cấp 4 trở lên, 417,6 km đường xã và đường trục thôn xóm được nâng cấp thành đường loại B, loại C, theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn, được 4 mùa. 30,6 km đường ngõ xóm, nội đồng với kết cấu bê tông xi măng được xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới 10 cầu treo dân sinh. Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị tỉnh phân bổ nguồn vốn hàng năm theo cơ cấu vốn chủ trương đầu tư đã được duyệt tránh kéo dài thời gian thi công, xem xét phân bổ kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện công tác sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đảm bảo khai thác và bảo vệ kết cấu nền. Đoàn giám sát Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và động nhân dân doanh nghiệp cùng tham gia tạo nên phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các công trình giao thông nông thôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu tư hiệu quả công trình. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần công khai minh bạch có sự giám sát của nhân dân. Trước đó, đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Đức Long, Hòa An để đánh giá thực trạng của hệ thống giao thông nông thôn và việc thực hiện nghị quyết số 72 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 tại địa phương. Ngày 11 tháng 5, huyện ủy Bảo Lâm tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24 khóa 4, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác thu chi ngân sách quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2020. Quý 1 kinh tế huyện Bảo Lâm tiếp tục duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch gồm các loại cây trồng chính như lúa xuân đạt 103,9% kế hoạch, ngô xuân đạt 101,4%, trồng rừng đạt 18,16% kế hoạch, tổng đàn gia súc gia cầm được duy trì phát triển, không phát hiện dịch bệnh nguy hiểm. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1 tỷ 956 triệu đồng, đạt 32,6% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 30 tháng 4 được trên 3 tỷ đồng, đạt 17,89% chỉ tiêu giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, chú trọng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững, về công tác xây dựng đảng, tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, duy trì 100% thôn xóm có tri bộ. Thời gian tới, Đảng Bộ Chính quyền huyện Bảo Lâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, huy động mọi nguồn lực của xã hội, khắc phục mọi khó khăn, Phần đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020, tiếp tục chăm lo củng cố quốc phòng vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy Bảo Lâm khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, Thư viện tỉnh Cao Bằng đã giới thiệu trưng bày các cuốn sách liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của bác tại khu dân cư tổ 6 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh đã lựa chọn các đầu sách phục vụ độc giả tập trung chủ đề về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đã đưa đến cho các cụ cao tuổi nhiều đầu sách hay, ý nghĩa như học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, phong cách làm việc của Bác Hồ, phong cách tư duy của Bác Hồ, Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Qua những đầu sách này, độc giả sẽ biết thêm nhiều câu chuyện về bác trong sinh hoạt đời thường, cách làm việc cho đến chặng đường hoạt động cách mạng của bác. Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên và ý nghĩa của Thư viện tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu bạn đọc và giúp bạn đọc có thêm các tư liệu quý báu về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu về các loại sách có thể tìm đọc tại Thư viện tỉnh, trụ sở mới tại nhà văn hóa trung tâm, phía sau tượng Đài Bác. Ngày 12 tháng 5, Đảng Bộ Thị trấn nước 2 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội có 234 đại biểu đến từ các tri bộ trực thuộc nhiệm kỳ qua cơ cấu kinh tế của thị trấn tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực các hộ kinh doanh dịch vụ tăng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất cho nhân dân trong vùng trong sản xuất nông nghiệp chăn nuôi người dân đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất cây trồng vật nuôi tạo thu nhập ổn định tổng sản lượng lương thực đạt 3.565 tấn, phong trào chăn nuôi phát triển, lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện tốt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 95 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Thị trấn nước 2 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ, mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ tăng 25%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 65 triệu đồng một hecta một năm, thu nhập bình quân 55 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% một năm. Trong công tác xây dựng đảng, phân đấu trung bình mỗi năm kết nạp 22 đảng viên mới, tỷ lệ tri bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, bầu ban thường vụ đảng ủy và chức danh bí thư đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Ngày 12 tháng 5, Đảng bộ đồn biên phòng Quang Long tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn biên phòng Quang Long đã tích cực tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, vận động quần chúng phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, phát quang được 17,2 km đường tuần tra phát hiện và bắt giữ xử lý 12 vụ trên 17 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tuyên truyền và động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ba văn kiện pháp lý về biên giới. Được 251 buổi trên 8.032 lượt người nghe, tích cực tham gia có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cho 20 hộ gia đình di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 đã cấp phát miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới 119.500 chiếc khẩu trang y tế, 35 lít dung dịch khử trùng, hỗ trợ cho công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc hơn 500 gói mì tôm. Tham mưu củng cố xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực hiệu quả, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đồn quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong địa bàn phụ trách. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đồn xác định một số mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu: nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng, với yêu cầu xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Quang Long nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng sáp nhập, đến nay, bộ máy hành trình mới tại xã Quang Trung, huyện Hòa An đã hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, mặc dù trước mắt còn đó những khó khăn về cơ sở hạ tầng bố trí sắp xếp giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư nhưng với tinh thần đoàn kết của cấp ủy chính quyền và nhân dân bộ máy lãnh đạo mới luôn đoàn kết thể hiện sự quyết tâm phát triển toàn diện về kinh tế xã hội nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân thực hiện nghị quyết số 864 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Hòa An là địa phương có nhiều xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính, từ 21 xã xuống còn 15 xã. Đến nay, huyện đã chủ động phương án kiện toàn bộ máy tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức cho nhiều cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, một số xã hiện vẫn còn vướng mắc chưa bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ dôi dư. Để thành lập xã Quang Trung mới trên cơ sở sắp nhập toàn bộ diện tích dân số của xã Hà Trì, nên đội ngũ cán bộ công chức sau sắp nhập đã nâng lên có 37 người, dẫn đến nhiều chức danh dôi dư cán bộ. Trong đó, cán bộ chủ chốt có 4 phó bí thư đảng ủy xã, 2 phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Do sắp nhập theo cơ học, nên các chức danh văn phòng kế toán tư pháp, các chức danh đoàn thể chính trị xã hội đều dôi dư, mỗi chức danh từ 2 đến 4 cán bộ, như văn phòng và địa chính, mỗi chức danh có 4 cán bộ. Các chức đoàn thể chính trị xã hội hiện có đến 5 phó đều được hưởng lương, trong khi quy định mỗi chức danh chỉ có một cán bộ chuyên sách. Nhất là cán bộ giữ vị trí cấp phó, ví dụ như phó bí thư đoàn, phó chủ tịch hội phụ nữ. Theo quy định hiện hành không còn là cán bộ xã mà thuộc diện người hoạt động không chuyên trách. Điều đáng ghi nhận sau sắp nhập, dù địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn, nhưng đội ngũ cán bộ của xã Quang Trung đã nỗ lực đoàn kết bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành của đảng ủy chính quyền xã quang trung đã sớm có quy chế làm việc đáp ứng với yêu cầu mới căn cứ vào năng lực sở trường của từng cán bộ công chức để sắp xếp bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp góp phần vào việc ổn định tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả các cán bộ được giao nhiệm vụ đã yên tâm công tác để lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là việc đảm bảo giải quyết nhanh đúng quy trình các thủ tục hành chính cho nhân dân Tuy nhiên khi nhận nhiệm vụ ở môi trường làm việc mới, một số cán bộ đi làm xa hơn nên lúc đầu còn chút bơ ngỡ, xáo trộn. Nhưng được cấp ủy chính quyền sắp xếp ở vị trí công việc phù hợp với năng lực, sau hơn 2 tháng công việc ở mỗi bộ phận đi hoạt động vào ổn định, hiệu quả, hiệu lực. Thì xã tổ chức tiến hành cái lễ công bố thành lập mới Đảng bộ chính quyền xã Quang Trung mới vào ngày mùng 2 tháng 3 theo kế hoạch chỉ đạo của huyện. Sau khi tổ chức cái lễ công bố và các cái quy trình về cái, cái công tác sáp nhập hai địa phương, xã Hà Trì và xã Quang Trung để thành lập xã Quang Trung mới. Thì với cái tình hình chung ấy, thì về cán bộ và nhân dân hết sức đồng tình và ủng hộ cái chương trình này. Đối với cán bộ công chức sau sắp nhập được bố trí sắp xếp và sắp nhập theo hiện trạng các chức danh theo quy định của của huyện cũng như là các cái chức danh của xã thì nói chung là các đồng chí cán bộ công chức là vẫn về tư tưởng thì vẫn yên tâm về công tác và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao còn về cái tình hình và tư tưởng của cán bộ và nhân dân ấy, thì cũng không có gì Gọi là xáo trộn vẫn yên tâm để lao động sản xuất và tuyệt đối tin tưởng vào cái chủ trương đường lối lãnh đạo của cấp ủy chính quyền xã Quang Trung mới về cái việc giải quyết các cái công việc thủ tục hành chính thì sau khi lễ công bố chấp nhập hai đơn vị thì chúng tôi kết hợp với trong ban thường vụ thì tổ chức hội ý cũng như là giao nhiệm vụ và chỉ đạo cho tất cả các đồng chí và cán bộ công chức thực hiện theo chức năng đặc biệt là đối với cái việc mà phân công nhiệm vụ là ở đây có một cái như thế này thì chúng tôi phân công là nguyên cán bộ của xã hà trì Đấy, thì sẽ thực hiện cái cái nội dung giải quyết cái cái thủ tục hành chính đối với cái, cái đơn vị xã hà trì và cũng ngược lại là quang trung cũng vậy và sau khi thực hiện cái chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ấy thì nên là thực hiện cái 15 ngày vàng thì chúng tôi thực hiện là cũng mỗi phòng là đi làm việc một người. Sau đó thì đến bây giờ là đi làm ổn định lại tất cả các đồng chí. trong cơ quan thì cũng bố trí nước rửa tay rồi là đeo khẩu trang cho cán bộ công chức đi làm trong cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, sau sắp nhập xã Quang Trung hiện gặp một số khó khăn về giao thông nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 53,55%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 18%, 19%. Các xóm vùng cao như Cọc Mi, Hát Thính, Đông Trẳng, nơi dân tộc Mông sinh sống còn gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, chưa có điện lưới quốc gia, đang là thách thức đối với mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Quang Trung tiếp tục khai thác thế mạnh về phát triển cây ăn quả như cây quýt, cam, gừng hữu cơ. Mục tiêu phát triển kinh tế trong năm tới sẽ mở rộng diện tích trồng gừng châu mỗi năm từ 15 ha trở lên, tăng cường chăn nuôi tái đàn lợn thịt, kết hợp phát triển lợn sống cung cấp cho thị trường. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển theo hướng hàng hóa, xã Quang Trung phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt mức thu nhập bình quân đầu người 20 triệu một năm. Mỗi năm giảm nghèo từ 5% trở lên. Trước mắt, xã Quang Trung tập trung bố trí sắp xếp cho đội ngũ cán bộ dôi dư, những người hoạt động không chuyên trách, nhất là sớm giải quyết các chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư. Với sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền huyện Hòa An, chắc chắn xã Quang Trung sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục huy động nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 700 QĐUBND ngày 4 tháng 5 năm 2020 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh có 148.075 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 81.402 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí hỗ trợ là 172.107.750.000 tỷ triệu đồng. Đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành chi trả cho 3.609 người có công, thân nhân người có công với số tiền trên 5,4 tỷ đồng với đối tượng bảo trợ xã hội đã chi trả cho 13.103 người, đạt 94%. Đối với lao động chấm dứt hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được chi trả chậm hơn các trường hợp trên, do phải ra soát chặt chẽ, đảm bảo chính xác, không bỏ sót đối tượng và tránh trục lợi chính sách. Ngày 12 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và triển khai chi trả chính sách xã hội bằng phương thức điện tử cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị đã hướng dẫn nội dung các văn bản của trung ương, địa phương về điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian, phương thức chi trả, hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo, đồng thời giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã thị trấn. Đồng thời triển khai chi trả chính sách xã hội bằng phương thức điện tử tại các xã sau khi thành lập huyện Quảng Hòa. Qua đó, nhằm góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội. Trong đó, việc triển khai gói hỗ trợ của chính phủ cần được khẩn trương giả soát, đối chiếu để thực hiện và quan trọng nhất là đúng đối tượng, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Trong 2 ngày 11 và ngày 12 tháng 5, văn phòng phát triển vùng chai Phan tại Cao Bằng đã đến tặng thiết bị và đồ dùng học tập cho các trường tiểu học, mầm non và người già có bệnh lý nền tại 17 xã thuộc ba huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa và Thạch An. Đây là đợt 2 dự án trai Phan tại Cao Bằng tiến hành hỗ trợ thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng trong đó huyện Quảng Hòa 456 triệu đồng, Trung Khánh 375 triệu đồng, Thạch An 583 triệu đồng. Các trang thiết bị hỗ trợ bao gồm 3.312 hộp khẩu trang, 4.502 lọ rửa tay khô, 187 chiếc nhiệt kế, 19.450 bánh xà phòng, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 305 thẻ sim điện thoại, 272 nhiệt kế thủy ngân, 3.004 bộ đồ dùng học tập cho học sinh, 4.502 lọ dung dịch rửa tay khô, 225 kg dung dịch tẩy rửa Chloramin B và một số đồ dùng khác phục vụ cho việc duy trì học tập cho trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học trong các xã của vùng Chai Phan đang hoạt động. Như giấy vẽ, sách tô màu, bút chì, bút sáp màu, tẩy, thước kẻ. Gói hỗ trợ được triển khai đến 3.319 đối tượng là người lớn và trẻ em, bao gồm hộ gia đình có người khuyết tật, trẻ em, người già, có bệnh lý nền. Tại các vùng thực hiện dự án, Trước đó, Văn phòng Phát triển vùng Trai Phan Việt Nam tại Cao Bằng đã tổ chức trao trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 đợt 1 với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, chủ yếu tập trung hỗ trợ vật tư y tế cho các trung tâm y tế, trạm y tế xã của các huyện Quảng Hòa, Trung Khánh, Thạch An. Văn phòng phát triển vùng cao bằng nơi riêng và cho phân Việt Nam nói chung đang tích cực bảo xin nguồn tài trợ từ phía Liên minh trái phân, trái phân Australia, New Zealand, trái phân Hàn Quốc và các nước khác để có một nguồn kinh phí tập trung hỗ trợ cho các vùng dự án của trái phân tại cao bằng. Trong đó chúng tôi đang tập trung vào lĩnh vực giáo dục, bảo vệ trẻ em cũng như là cái việc mà đồng hành của chính phủ hỗ trợ khắc phục và phòng chống cái bệnh dịch bệnh Covid-19 và làm thế nào mà giúp và đồng hành cùng với các huyện của Trai Phan là để các trẻ em khi đến trường là đảm bảo đủ sức khỏe và những người già có bệnh lý nền kháng được bệnh và có đủ sức khỏe tập trung sản xuất và một điều nữa là để mà hỗ trợ các ngành giáo dục của tỉnh Cao Bằng trong đó có vùng Trà Phan ở các huyện là để mà các em có đủ tự tin cũng như khắc phục lại những cái khả năng cũng như bài học của các em có thể là có những cái bị bị giảm trong thời gian mà ở nhà để giãn cách xã hội để chống dịch bệnh Covid năm 2020. Thời gian tới, Tổ chức Trai Phân Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án tại tỉnh vào các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ trẻ em khuyết tật đến trường học, ứng phó với dịch COVID-19 cho giai đoạn mới, thời kỳ phòng chống dịch và thời kỳ khôi phục, ổn định hoạt động kinh tế xã hội sau dịch COVID-19 và một số hoạt động khác về y tế, dân sinh, an toàn mạng Internet với tổng kinh phí ước tính trên 20 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 5, Tri Cục Trồng Trọt và Chăn Nuôi tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho các chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh, buôn bán phân bón trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được phổ biến về các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực phân bón, tiêu chuẩn quốc gia, các nguyên tắc cơ bản về phân bón, phương pháp phân bón trên một số loại cây trồng chủ lực tại địa phương tác dụng của các loại phân bón đối với cây trồng, sản xuất và buôn bán phân bón, danh mục và chất lượng của các loại phân bón. Đồng thời, các học viên còn hiểu thêm về vai trò của phân bón trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và tác động của phân bón đến đặc tính hóa học, lý học, sinh học của đất, cũng như mối quan hệ của phân bón với đất, năng suất, chất lượng cây trồng và môi trường sinh thái. Phân loại phân bón, cách lựa chọn, bảo quản và sử dụng phân bón hợp lý cho cây đảm bảo tăng năng suất cây trồng có hiệu quả kinh tế cao một số nội dung cơ bản về quản lý phân bón an toàn trong bảo quản và sử dụng phân bón một số điểm chú ý trong việc kinh doanh mặt hàng phân bón mục tiêu chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho các chủ cửa hàng đại lý buôn bán kinh doanh phân bón từ đó biết cách tư vấn hướng dẫn cho người nông dân sử dụng phân bón đúng thời điểm liều lượng phù hợp với cây trồng hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái vệ sinh an toàn thực phẩm Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn và có đủ điều kiện kinh doanh buôn bán phân bón. Tối ngày 11 tháng 5, Thành đoàn Cao Bằng phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Clever Junior tổ chức gala tổng kết cuộc thi hát tiếng Anh English Singer Contest. Từ trung tuần tháng 4 năm 2020, Thành đoàn Cao Bằng đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Clever Junior tổ chức cuộc thi hát tiếng Anh English Singing Contest bằng hình thức sử dụng thiết bị ghi hình như máy quay phim, điện thoại thông minh để quay cảnh thí sinh trình diễn và thể hiện các bài hát đơn ca, các ca khúc bằng tiếng Anh hoặc viết lời tiếng Anh cho một ca khúc, đảm bảo ngôn ngữ trong sáng phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, ca ngợi quê hương, đất nước và con người, với thời lượng tối thiểu mỗi video clip từ 30 giây trở lên. Trải qua hơn 20 ngày phát động, đã có 95 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi. Kết quả thông qua phần bình chọn từ khán giả và kết quả của ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 14 thí sinh xuất sắc để trao giải với tổng kinh phí trao thưởng trên 33 triệu đồng. Trong đó có hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và hai giải khán giả yêu thích nhất. Ngoài ra, thành đoàn cao bằng cũng đã trao giấy khen cho liên đội trường tiểu học Hợp Giang và liên đội trường tiểu học Hòa Trung có nhiều bài dự thi đạt chất lượng. Cũng tại đêm gala tổng kết cuộc thi, các thí sinh còn được thể hiện các ca khúc tiếng Anh đã tham gia dự thi và cùng giao lưu với giáo viên người nước ngoài của Trung tâm Anh ngữ Clever Junior. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 5 suất quà mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.